Trong thời gian vừa qua, công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona gây ra đã được khẩn trương tích cực triển khai cả ở đường hàng không, đường bộ và đường thủy. Trong đó, việc kiểm soát ngăn ngừa dịch đã được đẩy mạnh và đã đạt được nhiều hiệu quả, bước đầu tại khu vực các cảng biển, bến tàu khách, nơi tập trung đông đúc khách du lịch và người nước ngoài. Là cảng chuyên biệt đón tàu biển du lịch quốc tế, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long vẫn đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, thực hiện nghiêm việc kiểm tra thông tin dịch tễ, sàng lọc sức khỏe du khách, thuyền viên trên tất cả các tàu cập cảng. Thông tin về dịch bệnh và biện pháp phòng tránh được tuyên truyền thường xuyên, rửa tay kháng khuẩn và khẩu trang cũng được cấp miễn phí cho du khách. Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long là nơi tiếp nhận và đón các du khách từ nhiều nơi trên thế giới đến. Thì chúng tôi nhận thức được rằng là càng phải tăng cường hơn nữa các công tác bảo vệ cũng như là phòng tránh cho khách du lịch cũng như là cho người dân và người lao động đẩy lên một mức cao nhất. Tại các cảng xuất nhập hàng hóa khác, các lực lượng chức năng cũng thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra y tế đối với tất cả các thuyền viên tàu hàng nước ngoài, xác minh hành trình của tàu trước khi cấp phép cập cảng. Khi mà tàu đến thì các nhân viên chỉ đạo lên tàu đều phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách nhất định đối với các thuyền viên trong quá trình giao dịch. Tiếp tục tăng cường, thứ nhất là phối hợp với các cơ quan khối cảng gồm cảng vụ, biên phòng và hải quan tại cảng Hòn Gai. Và đối với các lực lượng tàu khách, tàu hàng thì chúng tôi đều có phương án là đều phải thông tin cho các công ty lữ hành và đại lý làm kinh doanh để cung cấp các cái thông tin của khách, hành khách là một, thuyền viên là hai, đến từ vùng dịch đến thì chúng tôi sẽ nắm bắt được. Trước đó, Cục Hàng hải Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch để kịp thời kiểm soát dịch bệnh, tham mưu và triển khai các giải pháp hữu hiệu nhằm khống chế dịch, bảo đảm cho các hoạt động hàng hải diễn ra an toàn, thuận lợi.